Minh Được Tử Vi xin mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 9 tháng 8 năm 2022 và theo âm lịch hôm nay là ngày 12 tháng 7 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Giáp Ngọ, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trận, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành niên mệnh sa trung kim ngày Giáp Ngọ tức can sinh chi, nghĩa là mộc sinh cho hỏa, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm sa trung kim kỷ tuổi mậu tý nhâm tý, ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi mậu tuất nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày ngọ lục hợp với mùi, tam hợp với dần và tuất thành hỏa cục, xung với tý hình ngọ hại dậu phá xỉu và tuyệt mão. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi mậu tý nhâm tý canh dần, tuổi xung trong tháng tuổi canh dần giáp dần. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao sinh khí tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ban nền, trồng cây, sao thiên mã hay còn gọi là sao lộc mã tốt cho việc xuất hành, giao dịch, mua bán, ký kết, cầu tài lộc. Sao nguyệt tài tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, nhập kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán, ký kết. Sao đại hồng sa tốt mọi việc, sao sát cống, đại cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao kim thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao thiên ngục xấu mọi việc, sao thiên hỏa xấu về lập nhà, sao hoàng sa xấu đối với xuất hành, sao phi ma sát kỵ về giá thú nhập trạch, sao trùng phục kỵ về giá thú an táng, sao bạch hổ kỵ về an táng, sao lọ ban sát kỵ về khởi công động thổ. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông bắc, tài thần hướng đông nam. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 9 tháng 8 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 9 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang có điểm báo thường xuyên cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi do trong ngày đang phạm ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Vì vậy với bạn tuổi Tý, bạn cần phải tìm cách loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, bi quan nếu như muốn công việc của mình được tiến hành một cách suôn sẻ và nhanh chóng hơn. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này, đối với những bạn đang còn độc thân, có thể sẽ nhận được sự quan tâm tới từ một vài đối tượng khác giới. Song với bạn tuổi Tý, cũng nên dành thời gian tiếp tục tìm hiểu đối phương, chứ chớ nên vội vàng tin tưởng vào lời ngon tiếng ngọt đến với người đó ngay lập tức. Sự cả tin có thể sẽ khiến cho bạn phải chịu tổn thương về sau này đó bạn tuổi Tý nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Điều này cho thấy với bạn là người thẳng thắn, mạnh mẽ trong công việc và bạn có thể sẽ bắt tay vào công việc mà không cần sử dụng sự ủng hộ của bất cứ ai. Tuy nhiên, với bạn tuổi Tý cũng đừng vì thế mà trở thành một người cứng đầu cứng cổ, không biết tiếp thu ý kiến đổi mới bản thân nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim, căng thẳng, nóng nảy khi làm việc, dễ hành động thiếu kiểm soát. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy,
Suy nghĩ cực đoan khi gặp phải những vấn đề khó khăn, tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, hãy lạc quan hơn khi nhìn nhận sự việc. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, giữ khoảng cách với người khác phái. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, nên học cách tiếp thu ý kiến của người khác. Vậy đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 23, số 57, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu thứ ba ngày mùng 9 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành Sửu Ngọ tương hại. Điều này sẽ làm cho bạn tuổi Sửu chẳng thể nào được bình tĩnh khi đối diện với những rắc rối. Với bạn tuổi Sửu thường xuyên thay đổi suy nghĩ và cách hành động của mình, khiến cho nhiều người xung quanh cảm thấy khó có thể đặt lòng tin ở nơi bạn. Thậm chí với bạn tuổi Sửu có thể sẽ đánh mất đi một vài cơ hội nhận nhiệm vụ quan trọng trong ngày hôm nay. Ở nơi tập thể, bạn mệnh tuổi Sửu nên hạn chế những cảm xúc tiêu cực, điều này sẽ gây ảnh hưởng đến bầu không khí xung quanh. Và nếu như bạn cảm thấy mệt mỏi, bạn nên cho bản thân mình được phép nghỉ ngơi, không nên cố gắng làm việc quá sức, điều này cũng sẽ gây ra những sai sót không đáng có. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu, may mắn là bạn lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Điều này cho thấy nửa kia của bạn luôn dịu dàng và thấu hiểu cho bạn. Và nếu như có chuyện gì căng thẳng thì bạn tuổi Sửu nên tâm sự với người ấy, chứ đừng có giấu ở trong lòng, bởi điều đó sẽ giúp cho bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn. Thậm chí, việc cùng thảo luận có thể sẽ giúp cho hai người tìm ra được cách giải quyết vấn đề tối ưu nhất và nhanh nhất có thể nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, tính khí thất thường khiến cho người ngoài khó hiểu. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, hay thay đổi, không kiên định với mục tiêu. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, không nên làm việc gì quá sức. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, không nên giữ mọi chuyện ở trong lòng. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, tâm sự với nửa kia để tìm ra cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 35, số 82, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ ba ngày mùng 9 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Dần Ngọ Tuất trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Dần trở nên quyết đoán hơn khi đứng trước các lựa chọn quan trọng. Và một khi đã hạ quyết tâm, với bạn tuổi Dần sẽ nhanh chóng bắt tay vào công việc mà chẳng hề chần chừ, do dự, chẳng sợ lời phản đối của người khác. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dần, bạn cũng cần phải chú ý thay đổi bản tính cả thèm chóng chán của mình. Bạn nên tự nhắc nhở bản thân mình một khi đã làm gì thì cần phải kiên trì trong khoảng thời gian dài, chớ có thấy khó khăn hoặc là nhàm chán đã vội bỏ cuộc. Và nếu như bạn cứ mãi bỏ cuộc giữa chừng như vậy, bạn sẽ chẳng thể nào gặt hái được thành công cho mình. Trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dần lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. Điều này sẽ giúp cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy phát triển rất tốt đẹp. Hai người luôn tôn trọng nhau và càng ngày tình cảm của hai người càng gắn kết hơn. Và nếu như bạn đang còn độc thân, với bạn chính là người gặp may mắn vì có được ngoại hình cuốn hút, dễ có được cơ hội nhận được lời mời làm quen từ những người khác phái. Vì vậy, với bạn tuổi Dần cần phải mở lòng để đón nhận nữa nhé.
Vài câu quiz cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, nhiệt tình bắt tay vào công việc dù không có được sự ủng hộ của bất cứ ai. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, quyết định vội vàng, dễ mắc phải những sai sót. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, dễ bỏ dở công việc giữa chừng khi gặp phải điều không như ý. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, gia đình hạnh phúc, các thành viên trong nhà có được sự hòa hợp. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, quan tâm tới suy nghĩ và cảm nhận của nửa kia. Vài đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 27, số 96, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lục, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ ba ngày mùng 9 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này cảnh báo cho bạn tuổi Mão cần phải chú ý tới việc quản lý về tiền bạc của mình trong ngày. Và nếu không cần thiết, tốt nhất là với bạn tuổi Mão không nên chi tiêu quá phung phí hoặc là nhẹ dạ cả tin, tin lầm đối tượng lừa đảo về tiền bạc nữa nhé. Và ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão á, nếu như bạn đang làm công việc kinh doanh, buôn bán, bạn cũng chớ có vội vàng đưa ra quyết định về đầu tư vào thời điểm này, bởi có thể với bạn sẽ vướng phải những mối làm ăn bất lợi. Vì vậy, với bạn tuổi Mão cần phải bình tĩnh để chờ đợi một thời cơ khác thích hợp hơn với mình. Bạn đừng có biến mình trở thành người hay gặp sự cố trong tháng này nhé. Trong ngày hôm nay, với bạn tuổi Mão cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Điều này cũng sẽ đưa ra những lời cảnh báo cho những người đang theo đuổi con đường công danh, sự nghiệp. Và hôm nay, bạn tuổi Mão trở nên nóng nảy khi mâu thuẫn với những người có quyền cao chức trọng. Nếu không, bạn rất dễ gặp phải những rắc rối khó giải quyết nữa. Vài câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy cần phải chú ý vấn đề về tiền bạc. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, chi tiêu tiết kiệm, không nên phóng tay cho những việc không cần thiết. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, không nên đầu tư, nên chờ đợi thời cơ khác thích hợp hơn. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, nghiêm túc trong công việc, không nên hài lòng với thực tại. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, không nên mâu thuẫn với những người có quyền thế trong xã hội ngày hôm nay. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 16, số 55, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu xanh ngọc, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn thứ ba ngày mùng 9 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thiên quan gây rối, và để tránh cho bản thân mình vướng vào những vụ tranh chấp thị phi với kẻ tiểu nhân, thì với bạn tuổi Thìn cần phải kiềm chế bản tính nóng nảy, dễ bị kích động của mình. Đừng có để cho việc này gây ảnh hưởng không tốt lên sự nghiệp của bản thân và biến bạn trở thành người khó có được sự thành công nhé. Và trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Thìn, dù giữa bạn và lãnh đạo đang có những quan điểm bất đồng với nhau, thì với bạn cũng không nên đẩy mâu thuẫn lên quá cao, bởi bạn có là người thắng hay là thua trong cuộc tranh luận này thì chưa chắc với bạn đã nhận được lợi ích lớn lao gì. Với bạn tuổi Thìn, hãy nhớ là nên chờ đợi một thời điểm khác khi đôi bên đều có thể bình tĩnh trở lại để trao đổi một cách cởi mở hơn nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Thìn, bạn lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Điều này sẽ giúp cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn với những người lớn tuổi trong gia đình đang rất hòa thuận. Người còn trẻ tuổi, còn thiếu kinh nghiệm thì có thể tham khảo những lời khuyên của những người đi trước để tìm ra hướng đi phù hợp, đúng đắn hơn cho mình.
Về câu quýt cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, dễ vướng phải tranh chấp, mâu thuẫn với người lãnh đạo. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, cần phải bình tĩnh tìm ra cách giải quyết vấn đề đang gặp phải. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, kiềm chế bản tính nóng nảy nếu không muốn ảnh hưởng tới tiền đồ về sau này. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, mối quan hệ gia đình có được sự hòa hợp, chia sẻ những khó khăn với mọi người. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, tôn trọng và quan tâm tới người thân của mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 37, số 94, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Tỵ thứ ba ngày 9 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang có được báo hiệu trải qua một ngày công việc trôi qua một cách thuận lợi. Khi bạn đang gặp được ngày có tam hội trợ lực, công việc với thái độ nhiệt tình vốn có, bạn đã xây dựng được các mối quan hệ xã giao, có được sự hài hòa, làm gì cũng được mọi người xung quanh ủng hộ, và thậm chí với bạn tuổi Tỵ còn có thể sẽ gặp được quý nhân trong ngày hôm nay nữa. Và ngày thứ ba này với bạn tuổi Tỵ, rất có thể quý nhân sẽ là người bạn mà bạn đã quen biết từ lâu. Bạn cần phải chú ý lắng nghe từ những lời chỉ bảo của đối phương, bạn sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm đáng quý và có thể áp dụng cho tương lai của mình. Đồng thời, quý nhân cũng sẽ chỉ ra cho bạn những sai sót ở hiện tại và bạn có thể khắc phục được nó một cách nhanh chóng nữa. Xem tử vi cho thấy, theo khẩu minh, hôm nay là ngày 12 tháng 7 âm lịch, ngày này xuất hành rất thuận lợi. Và nếu như với bạn tuổi Tỵ xuất hành đi xa, bạn đừng quên nên xuất hành theo hai hướng tốt như là hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng đông nam. Xuất hành theo hướng này sẽ gặp được người lớn tuổi vừa lòng, làm việc đều được thuận lợi như ý muốn. Nói chung là mọi việc đều tốt, gặp nhiều may mắn, buôn bán có lời, phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều có được sự hòa hợp, trôi chảy, tốt đẹp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều được mạnh khỏe. Về câu quý cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, được nhiều người yêu mến vì thái độ hòa nhã. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, gặp được quý nhân, nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, hãy nắm bắt cơ hội đang xuất hiện trước mắt mình. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, thể hiện được khả năng để khẳng định được giá trị của bản thân. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, nên xuất hành đi xa, mọi việc đều thông thuận. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 26, số 86, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ngọ thứ ba ngày 9 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Ngọ Ngọ tự hình. Điều này sẽ đẩy bạn tuổi Ngọ vướng vào nhiều rắc rối khác nhau. Và với bạn tuổi Ngọ, bạn chớ nên hành động nông nổi, mất kiềm chế dù nghe thấy những lời chỉ trích hoặc là quan điểm trái ngược chiều từ người khác. Và nếu như là lời thị phi thì với bạn tuổi Ngọ, hãy học cách bỏ lơ ngoài tai nhé. Đồng thời, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Ngọ, bạn cũng nên biết rằng muốn tiến bộ thì chúng ta cần phải học cách chấp nhận những lời nhận xét, phê bình thẳng thắn và đôi khi là gây mất lòng của mọi người. Còn nếu như lúc nào bạn cũng muốn được khen ngợi, nịnh nọt thì với bạn sẽ chẳng thể biết được mình đang còn thiếu sót ở đâu. Trong ngày này, bạn tuổi Ngọ cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Điều này cũng sẽ đưa ra lời cảnh báo cho những người đang theo đuổi con đường công danh sự nghiệp. Và với bạn tuổi Ngọ, bạn trở nên nóng nảy, mâu thuẫn với những người có quyền thế trong xã hội. Điều này sẽ làm cho bạn rất dễ gặp phải những rắc rối khó giải quyết.
Xem tử vi cũng chỉ ra rằng Thiêu hại thượng là ông, hôm nay là ngày 12 âm lịch, nhân thần ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân. Vì vậy với bạn tuổi Ngọ nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này nhé. Vài câu quý cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, tính tình hiếu thắng, không chịu được những lời kích bác. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, quyết định nóng vội, dễ mắc phải những sai lầm. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, thích được khen ngợi, không thích nghe những lời chê trách. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, cần phải chú ý, không nên trị bệnh ở đầu ngày hôm nay. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, chớ tin theo những lời xú nịnh từ người ngoài. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 12, số 61, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ ba ngày 9 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Điều này sẽ giúp cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn với các thành viên trong gia đình đang rất hòa hợp với nhau. Và mỗi khi gặp phải chuyện gì khó khăn hoặc là vui vẻ, các thành viên trong gia đình đều cùng chia sẻ với nhau. Gia đình là hậu phương vững chắc và là động lực để cho bạn vươn lên, cho dù phải đối mặt với khó khăn gì đi chăng nữa. Và may mắn hơn là nửa kia của bạn tuổi Mùi còn là người rất thấu hiểu và tâm lý. Có nhiều khi người ấy có thể đoán được những suy nghĩ và mong muốn của bạn mà không cần bạn phải nói ra thành lời. Và để tình cảm thêm phần ngọt ngào với bạn tuổi Mùi, đừng có ngại dùng những lời nói bày tỏ tình cảm của mình hơn nữa nhé. Trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Mùi cũng đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh, cho thấy con đường sự nghiệp của bạn đang rất rộng mở. Với bạn tuổi Mùi cần phải tin tưởng hơn vào điểm mạnh của bản thân mình và ở trong thế sẵn sàng để nắm bắt lấy cơ hội. Cơ hội sẽ đến với người biết chuẩn bị và đó chính là thời điểm để cho bạn bứt phá, tiến tới thành công. Vài câu quý cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ ba này. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, các thành viên trong gia đình quan tâm chia sẻ mọi chuyện với nhau. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, vợ chồng có được sự thấu hiểu và yêu thương lẫn nhau. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, yêu thương và giúp đỡ nửa kia trong mọi việc. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, luôn ở trong tư thế sẵn sàng để nắm lấy cơ hội cho mình. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, con đường sự nghiệp được mở rộng, có nhiều triển vọng phát triển. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 26, số 85, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thân thứ ba ngày 9 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Thân luôn nghiêm túc và chăm chỉ làm việc, dần dần sẽ khẳng định được vị thế của mình. Và dù trong hoàn cảnh khó khăn, với bạn tuổi Thân vẫn là người không ngừng cố gắng. Vì thế, bạn luôn nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của đa số mọi người. Bạn sẽ có được cơ hội thăng tiến trong tương lai mà thôi. Bạn tuổi Thân, bạn là người tài giỏi, song thường lại hay sống trong thế giới riêng, không muốn chủ động tiếp xúc với những người khác. Tuy nhiên, với bạn, có biết mối quan hệ càng ngày càng trở nên cần thiết, đặc biệt là trong thời buổi hiện đại. Vì vậy, bạn cần phải cố gắng cởi mở hơn để xây dựng những mối quan hệ xã giao tốt đẹp hơn với mọi người nữa nhé. Đáng tiếc là trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có họa khắc với Kim. Và đây là dấu hiệu chứng tỏ mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia không được tốt đẹp cho lắm. Một số vấn đề bất chợt nảy sinh khiến cho hai người đều cảm thấy buồn bực, khó thông cảm cho đối phương. Vì vậy với bạn tuổi Thân, bạn cần phải trò chuyện với người ấy trước khi đưa ra những lời phán xét cuối cùng nhé. Vài câu quý cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, dần khẳng định được vị thế của mình trong tập thể. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, nhận được sự tôn trọng của đồng nghiệp,
và bạn bè. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, mở rộng mối quan hệ với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, học hỏi điều hay từ mọi người. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, hiểu lầm nửa kia, đôi bên cần phải bình tĩnh trò chuyện với nhau. Về đánh giá của bạn tử thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 50, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ ba ngày 9 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính ấn nâng đỡ. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Dậu có được cơ hội khẳng định tài năng hoặc là vị thế của mình. Với bạn tuổi Dậu, bạn hoàn thành xuất sắc những công việc mà người ngoài cảm thấy hóc búa, thậm chí là tìm cách thoái thác, không muốn nhận trách nhiệm về mình. Chẳng hạn, bạn sẽ trở thành tấm gương soi sáng cho mọi người học tập và noi theo nữa nhé. Trong ngày này với bạn tuổi Dậu, bạn hãy đặt ra cho mình những đích đến rõ ràng hơn, đừng có vội hài lòng với thực tại. Bạn hoàn toàn có thể tiến xa hơn dựa vào khả năng của chính mình. Vì vậy, bạn cần phải tiếp tục tiến lên, đừng có dậm chân tại chỗ, kẻo người khác lại có cơ hội vượt qua chính bản thân mình nữa. Tuy nhiên, vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp ngày có họa khắc với kim. Điều này còn cho thấy mối quan hệ tình cảm giữa bạn đang phát triển không được lý tưởng cho lắm. Đặc biệt là nếu như bạn đang còn độc thân, bạn không nên đi tới những quyết định quá vội vàng với một ai đó khi còn chưa chắc chắn về cảm xúc của chính bản thân mình. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy khẳng định được tài năng, vị thế của bản thân. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ khó khăn, hóc búa. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ hãy đặt ra cho mình những đích đến rõ ràng hơn. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, các mối quan hệ xã giao phát triển không được lý tưởng. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, lắng nghe cảm xúc của chính bản thân mình. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 56, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất thứ ba ngày 9 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Tuất tốt nhất là nên tránh va chạm với mọi người, đặc biệt là cấp trên hoặc là những người có địa vị cao trong xã hội. Với bạn tuổi Tuất có thể sẽ vướng phải nhiều rắc rối hơn nữa trong tương lai nếu như bạn không biết kiềm chế bản tính nóng nảy của bản thân mình trong ngày hôm nay. Và trong ngày này với bạn tuổi Tuất, nếu như bạn là người lãnh đạo, bản mệnh cũng có thể sẽ trở thành một người độc đoán khi luôn muốn mọi người phải nghe theo sự sắp đặt của bản thân mình. Cho dù đang giữ vị trí cao đến mấy đi chăng nữa, với bạn tuổi Tuất, bạn cũng nên lắng nghe ý kiến của cấp dưới để tìm ra ý kiến hợp lý nhất nhé. May mắn là trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Điều này cho thấy với bạn tuổi Tuất đang có được một mái ấm rất hạnh phúc, và nếu như bạn đã kết hôn, hai người luôn thấu hiểu và thông cảm cho những hành động của đối phương mỗi khi nóng nảy. Và nếu như bạn đang còn độc thân, với bạn cũng có được cơ hội gặp được người khiến cho mình rung động, đôi bên có cơ hội phát triển xa hơn trong mối quan hệ tình cảm này nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa tránh va chạm với những người có địa vị cao trong xã hội. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ hạn chế tính nóng nảy nếu không muốn vướng phải những rắc rối. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, nửa kia có được sự thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, vợ chồng bao dung cùng nhau vượt qua những khó khăn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, không nên tiến hành xử một cách độc đoán. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 27, số 54, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Tuất.
Tử vi tuổi Hợi thứ ba ngày 9 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thủy khắc với hỏa. Điều này sẽ làm cho bạn tuổi Hợi dễ khắc khẩu với nửa kia dù đôi bên đang có ý kiến bất đồng với nhau. Và khi cả hai đều trong tình trạng nóng nảy thì tốt nhất là với bạn tuổi Hợi nên tìm cách tạm dừng cuộc nói chuyện, đừng có nên cố gắng kéo dài, kéo lại, sẽ lỡ lời làm tổn thương đối phương. Trong ngày thứ ba này, các mối quan hệ xã hội của bạn mệnh tuổi Hợi cũng dễ gặp phải những điều không như ý. Và không phải lúc nào bạn đối xử tốt với người ta cũng sẽ được người ta đáp lại bằng một tình cảm tương xứng. Với bạn tuổi Hợi, bạn cần phải phân biệt được ai là người xứng đáng với sự giúp đỡ của mình và ai là người mà mình nên tránh xa. Trong ngày này, với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn, mỗi khi có ý tưởng mới thì bạn nên trao đổi với mọi người xung quanh nhiều hơn, đừng có nên quyết định mọi việc một mình. Có thể ý kiến của tập thể sẽ giúp cho bạn có được cái nhìn rộng mở và chính xác hơn, khiến cho công việc của bạn tiến triển thêm phần được thuận lợi hơn. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, các mối quan hệ xã giao không được như ý. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, vợ chồng có sự mâu thuẫn, cần phải tránh sự tranh cãi. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, hãy có trách nhiệm hơn với gia đình. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, nên trao đổi ý kiến với mọi người xung quanh nhiều hơn. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, hãy có cái nhìn chính xác và cởi mở hơn trong các vấn đề. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 25, số 67, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dần, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!